lên 73 bánh. Sau khi móc xong 73 bánh, tiếp tục móc lên 3 bánh. Và móc vào chân móc thứ 5 tính từ chân kim, một mũi móc kép. Tiếp tục, cứ một chân móc là mình móc một mũi móc kép. Các bạn móc như vậy cho đến hết hàng. Sau khi móc xong hàng thứ nhất, móc một bánh, lật qua và tiếp tục móc hàng thứ hai. Móc một mũi đơn vào chân móc thứ nhất. Bỏ 3 chân móc và móc vào chân móc thứ tư. 7 mũi móc kép cùng một chân móc. Bỏ 3 chân móc, móc vào chân móc thứ tư, một mũi đơn. Các bạn móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Sau khi móc xong hàng thứ hai, tiếp tục móc lên 6 bánh để bắt đầu móc hàng thứ ba. Bỏ 3 chân móc, móc vào chân móc thứ tư, một mũi đơn. Tiếp tục móc 3 bánh. Móc vào mũi đơn ngay chính giữa, một mũi móc kép. Móc 3 bánh. Bỏ 3 chân móc, móc vào chân móc thứ tư, một mũi đơn. Móc vào chân móc cuối cùng, một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên 3 bánh để bắt đầu móc hàng thứ tư. Móc vào dây bánh thứ nhất, 3 mũi móc kép. Một mũi móc kép vào vị trí ở đây. Tiếp tục móc vào dây bánh thứ hai, 3 mũi móc kép. Tiếp tục móc một mũi móc kép vào mũi móc kép. Tiếp tục móc 3 mũi móc kép vào dây bánh thứ 3. Và móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Các bạn móc lặp lại hàng 2, 3, 4 cho đến hàng 29. Bây giờ mình bắt đầu móc cổ áo. Tiếp tục tạo mũi gút. Và nối chỉ vào thân áo. Móc lên 6 bánh.
bỏ 3 chân móc, móc vào chân móc thứ tư một mũi đơn. Tiếp tục móc 3 bính. Móc vào vị trí mũi đơn một mũi móc kép. Móc 3 bính. Bỏ 3 chân móc, móc vào chân móc thứ tư một mũi đơn. Mình đã móc xong hàng 30. Tiếp tục móc lên 2 bính. Và lật qua. Móc một mũi móc kép vào chân móc của mũi móc kép. Và mình móc vào dây bính kế bên 3 mũi móc kép. Mình vừa móc xong hàng 31. Tiếp tục móc lên một bính để bắt đầu móc hàng 32. Lật qua và bỏ 3 chân móc, móc vào chân móc thứ tư 7 mũi móc kép cùng một chân móc. Đến đây mình lợi mối và cắt chỉ. Sau khi móc đến hàng 32 của thân thứ nhất thì mình tiếp tục móc thêm một thân giống như vậy nữa. Nhưng thân thứ hai thì mình chỉ móc đến hàng 31 thì mình dừng lại, và hàng thứ 32 thì mình sẽ vừa móc vừa ráp với thân thứ nhất. Mình đặt hai thân áo chồng lên nhau. Và bây giờ mình bắt đầu móc hàng thứ 32. Các bạn bỏ 3 chân móc và móc 4 mũi móc kép vào chân móc thứ tư. Và thân sau mình cũng bỏ 3 chân móc và mình móc vào chân móc thứ tư một mũi trượt. Tiếp tục mình sẽ móc thêm 3 mũi móc kép vào thân trước. Và mình bỏ 3 chân móc, móc vào chân móc thứ tư một mũi đơn. Và tiếp tục ô hoa văn thứ hai mình cũng sẽ móc giống như vậy. Bỏ 3 chân móc, móc vào chân móc thứ tư 4 mũi móc kép.
1, 2, 3, 4. Móc vào đây, móc vào chữ móc cuối cùng một mũi đơn. Sau khi ráp xong vai áo, bây giờ mình bắt đầu móc viền cổ áo. Các bạn nối chỉ vào móc nối của vai áo. Cứ một chân móc là mình móc một mũi đơn. Móc 3 mũi đơn vào 3 chân móc. Tiếp tục móc 2 mũi đơn vào dây bính kế tiếp. Tiếp tục móc 3 mũi đơn vào 3 chân móc kế tiếp. Bỏ một chân móc và mình móc 7 mũi đơn vào 7 chân móc kế tiếp. Tiếp tục bỏ một chân móc, móc 7 mũi đơn vào 7 chân móc kế tiếp. Và các bạn lặp lại như vậy cho đến hết vòng cổ. Bây giờ mình sẽ ráp hai thân của áo lại với nhau. Và mình ráp từ dưới lai áo lên tới đây. Và ở đây mình chừa 20 cm để làm nách áo. Khi móc ráp hai thân lại với nhau thì mình dùng kim móc số 4. Giờ mình nối chỉ vào thân áo. Và mình móc toàn bộ bằng mũi trượt. Sau khi móc ráp xong hai thân trước và thân sau, bây giờ mình bắt đầu móc viền nách áo. Cứ một hàng là mình móc vào hai mũi đơn. Móc vào đây một mũi đơn. Tiếp tục 2 mũi đơn. Móc 2 bính.
Tiếp theo là mình viền lay áo. Cứ một chân móc là móc vào một mũi đơn. Các bạn cứ móc tập lại như vậy cho đến hết hàng.